Alo 1 2 3 4, alo alo 1 2 3 4, alo alo 1 2 3 4. Ồ, các bạn bên YouTube chờ mình một chút xíu, bên Facebook nó cứ nó bị cái gì à, bên Facebook nó bị cái gì ạ, mình không biết à. Rồi rồi, ok, rất là tuyệt vời. À, chào các bạn, hôm nay chúng ta bắt đầu sáng chủ nhật rất là sớm và chúng ta bắt đầu livestream một cái chương trình rất là đặc biệt. Mình muốn nói với các bạn một ý tưởng rằng là chúng ta hãy suy nghĩ như một người chủ doanh nghiệp, dù chúng ta ở bất kỳ góc độ nào, ở bất kỳ góc độ nào. Cái này là một cái suy nghĩ và một cái idea mà nếu chúng ta muốn phát triển trong cuộc sống, bạn đang là làm công, bạn đang là làm kế toán, bạn đang là nhân viên, bạn đang là một người quét rác, bạn đang là một cái người công nhân xây dựng. Nếu mà bạn có cái suy nghĩ này, bạn có cái suy nghĩ như một người chủ doanh nghiệp này, thì thế nào bạn cũng là người phát triển. Chào bạn Hiếu Võ, hôm nay em xem trên YouTube tuyệt vời. Các bạn hãy buổi sáng chủ nhật mình mới vừa vào thôi, nên chúng ta cùng nhau kết nối, chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn, để cho bạn bè của bạn, chính các bạn là người xem đi xem lại, để các bạn nhớ, nó ăn sâu vào trong đầu của các bạn. Và giới thiệu về các bạn để cho mọi người cùng xem livestream này cùng biết về các bạn. Bạn ở khu vực nào, tỉnh nào thì cứ nói ra. Ở Bình Phước thì nói ở Bình Phước, ở Đắk Nông thì nói ở Đắk Nông, đang ở Singapore thì nói ở Singapore, để mọi người cùng biết. Chào bạn Hữu Kiên, online rất là sớm. Và hôm nay buổi tối livestream thì đông người xem hơn, nhưng mà buổi tối thì mình lại bận rồi, mình cả ngày đứng lớp, nên là mình muốn livestream buổi sáng cho nó có năng lượng. Chúng ta cùng nhau xem livestream này và cùng chia sẻ livestream này đến cho mọi người, và giới thiệu, nhớ giới thiệu nha các bạn ơi, nhớ giới thiệu. Vậy thì cách đây vài ngày mình có nói chuyện với một bạn chủ doanh nghiệp, bạn còn trẻ thôi, còn rất là trẻ, dưới 25 tuổi, và bạn là một trong những người hiện tại rất là thành công, phải thực sự là cái từ thành công chứ không phải là bạn nói thành công, diễn nghĩa là bạn có tài sản rất là sớm, nhà cửa, doanh nghiệp, công ty, xe cộ. Những cái người bình thường mà ở độ tuổi như các bạn, phải con đại gia, họ mới có được. Nhưng mà con đại gia thì nó chưa chắc nó đã tự làm được, do ba mẹ nó cho, còn bạn bạn tự làm, bạn tự làm. Thì ok bạn Hiếu Võ, vậy thì cái vấn đề gì nó nằm ở cái chỗ này à? Thì bạn là một cái công ty rất là thành công, và cái điều gì nó làm cho bạn thành công vậy? Điều gì làm bạn thành công? Tuyệt vời bạn Hữu Kiên nha. Phải rất là tràn đầy năng lượng em. Cái điều gì nó làm cho bạn thành công? Điều gì mà bạn còn rất là trẻ, doanh nghiệp của bạn đã hơn 30 nhân viên, doanh thu hàng tháng tới mấy tỷ. Cái điều gì nó làm cho bạn thành công? Thì do bạn có cái khả năng nhìn xa trông rộng rất là tốt. Thực sự là năm năm 20 tuổi, chưa tới 20 tuổi là bạn đã ra khởi nghiệp rồi, còn đang là sinh viên đã ra khởi nghiệp rồi. Cái suy nghĩ của bạn á, nó khác biệt với suy nghĩ của phần lớn những con người còn lại. Phần lớn những con người còn lại là họ nghĩ rằng là 20 tuổi là còn quá trẻ, hoặc là phần lớn những con người còn lại họ nghĩ rằng là 25 tuổi họ vẫn chưa đủ kinh nghiệm, rồi phần lớn họ nghĩ rằng là phải 30 tuổi chúng ta mới mới đủ tích lũy để ra khởi nghiệp. Nhưng mà bạn này mới có 20, chưa tới 20 tuổi, bạn đã nghĩ tới một cái con đường là chúng ta cần cần phải làm chủ doanh nghiệp. Lúc bạn đi phụ quán cho người ta, cái thời sinh viên đi phụ quán người người ta, bạn đã có một cái suy nghĩ rằng là tại sao mình không phải là người sở hữu những cái quán đó, tại sao mình không hành động như những cái người chủ đó, mà tại sao mình phải đi phụ quán cho mấy ông nhỉ? Cái suy nghĩ như là một chủ doanh nghiệp vậy, nó sẽ giúp cho các bạn thoát ra. Cái đó là cái ý thứ nhất, tức là chính các bạn phải suy nghĩ luôn ở cái vị trí nào, bạn phải suy nghĩ mình là một người chủ doanh nghiệp ở vị trí đó. Đồng ý là bạn đang đi làm thành công, chính cái suy nghĩ đó nó sẽ giúp cho bạn học hỏi được rất là nhiều, bạn phát triển trong chính cái cuộc sống của mình, nó hoàn toàn có lợi cho bạn. Mà nhiều người họ không có chọn cái cách suy nghĩ này, bởi vì sao ạ? Bởi vì họ suy nghĩ nhỏ quá, họ suy nghĩ hẹp quá, họ có cái suy nghĩ tệ quá, có suy nghĩ tầm thường quá.
họ hơn thua á, họ nghĩ là họ làm việc chăm siêng năng chăm chỉ cho cái công ty đó thì nó như thế nào à, cái ông chủ đó được hưởng lợi, nhưng mà họ không nhận ra được rằng, các bạn nó không nhận ra được được, được rằng chào bạn tùng tay ta bắt, chính cái suy nghĩ đó nó làm cho họ mạnh mẽ hơn, họ sẽ học hỏi được rất là nhiều và họ sẽ trưởng thành trong chính cái con người của họ. Và cái đó là cái nhất, tức là chúng ta phải có một cái tầm nhìn xa hơn, cao hơn. Và cái điều thứ hai mình muốn gửi đến các bạn ở một điều nữa. Chào bạn Trần Văn Lâm, tuyệt vời. Bạn nào mà lần đầu tiên xem livestream mình thì các bạn comment số 1 để mình biết các bạn, để chúng ta cùng nhau kết nối. Bạn nào xem livestream mình nhiều, biết mình nhiều rồi thì tuyệt vời. Bạn nào lần đầu tiên thì các bạn comment số 1 xuống. Vậy thì cái điều đó nó có ý tưởng mạnh mẽ gì nữa. Cái ý tưởng mạnh mẽ thứ hai ở đây, chào bạn Tùng Tây Bắc tuyệt vời. Cái ý tưởng mạnh mẽ ở đây, mạnh mẽ thứ hai ở đây nữa là bạn đó biết cách gì ạ? Xem những người nhân viên của mình, chào bạn Thái Thọ, xem những người nhân viên của mình là những người gì ạ? Xem họ như là chủ, giao việc cho họ giống như họ đang là chủ của một cái doanh nghiệp, trong chính doanh nghiệp của mình. Đây là cái ý tưởng thứ hai mình muốn gửi đến các bạn. Họ, tức là ngoài cái việc chúng ta tư duy để chúng ta thành công trong cuộc sống thì lúc đầu chúng ta phải tư duy như vậy. Và cái thứ hai là xem những người nhân viên của mình, đào tạo họ giống như một người chủ trong chính cái doanh nghiệp của mình, trong chính cái doanh nghiệp riêng của mình. Và bạn đơn giản bạn chỉ là nhà đầu tư, bạn đơn giản bạn chỉ là nhà đầu tư cho chính những cái người chủ đó, những cái người chủ nhỏ, những người nhân viên của mình đó, để họ phát triển chính cái doanh nghiệp của mình. Cái nhà đầu tư để đứng ở đằng sau để nâng đỡ, để như thế nào để duy trì cái sự thăng tiến của họ. Bạn Đinh Duy Văn tuyệt vời, bạn Lý Hoa tuyệt vời. Đây là cái ý tưởng thứ hai. Bạn là người ở phía sau, là cung cấp gì? Cung cấp những cái chiến lược, những đường đi, những cái nước bước. Bạn là người cung cấp những cái tài nguyên, những cơ sở hạ tầng, những cái suy nghĩ, những cái cơ cấu tổ chức, và bạn là người tạo cho họ những cơ hội để họ phát triển. Và cái nhiệm vụ của họ là mang lại kết quả cho chúng ta. Cái nhiệm vụ của họ là họ ngày đêm suy nghĩ cái cách, họ ngày đêm họ làm đó, họ mang lại kết quả cho chúng ta. Và nó như thế nào à? Nếu bạn đang là vị trí nhân viên mà bạn đang đứng ra và bạn chấp nhận làm cái việc này thì bạn sẽ rất là trưởng thành, bạn trưởng thành nó nhanh, bởi vì bạn chịu trách nhiệm trên cái vấn đề mình quản lý, bạn chịu trách nhiệm trên cái lĩnh vực của mình làm, bạn tự chủ trong chính cái doanh nghiệp của mình, bạn suy nghĩ tư duy như một người điều hành của một doanh nghiệp thì bạn trưởng thành vô cùng nhanh. Và cái điều này khi mà bạn đang là nhân viên đi nữa thì nó sẽ khiến những người lãnh đạo của bạn, những người sếp của bạn phải tin bạn, tin tưởng tới bạn. Các bạn nhận ra điều này chưa? Trọng dụng dụng bạn, bởi vì lúc này bạn không phải là một người nhân viên bình thường nữa. Đây là một cái cách, là một cái suy nghĩ, là một cái idea rất là tuyệt vời. Người nào mà có, dù bạn đang là nhân viên, dù bạn đang là người chủ doanh nghiệp nhỏ, mà bạn suy nghĩ theo cái cách này, bạn là một người rất là khôn ngoan, một cái tư duy rất là khôn ngoan, một cái tư duy nhìn xa trông rộng, một cái tư duy rất là vượt tầm, chứ không phải là một cái tư duy theo cái kiểu mà làm qua ngày, sống qua ngày. Bạn hãy luôn là một người chủ doanh nghiệp trong lĩnh vực nhỏ của mình. Nếu bạn đang là nhân viên kế toán, hãy suy nghĩ mình đang là chủ của một doanh nghiệp kế toán, đang là người điều hành của một doanh nghiệp kế toán ở trong lĩnh vực nhỏ của mình đó. Hãy tư duy theo cái cách đó. Nếu bạn đang là nhân viên marketing thì hãy suy nghĩ như mình là một người chủ của doanh nghiệp ở một cái bộ phận marketing. Nếu bạn đang là nhân sự thì bạn suy nghĩ theo cái đó, bởi vì cái suy nghĩ theo cái đó nó giúp cho bạn, nó giúp cho bạn có cái gì bạn phải biết là mình làm như thế nào để nó có hiệu quả. Mình phải biết là mình làm như vậy thì cái chi phí nó có quá cao không, mình làm như vậy thì cái bộ phận mình nó có mang lại lợi nhuận hay không.
Nếu bạn đang là một người quét rác thì hãy suy nghĩ cái công việc quét rác của chúng ta đó như một cái công ty quét rác. Đây là một cái suy nghĩ mà mình nghĩ là nếu ai đó đang ở cái vị trí nào, bạn có cái cách suy nghĩ này, bạn đều phát triển. Đó. Và mình đã chia sẻ cái điều này cho nhiều doanh nghiệp, cho nhiều các chủ doanh nghiệp nhỏ, và tự nhiên họ thoát ra, họ không có lòng vòng ở một cái chỗ là nhân viên nó làm không được. Để khi mà bạn giao nhân viên nó làm không được thì bạn hãy đào tạo nó, đào tạo những người nhân viên đó để họ lớn và họ trưởng thành. Lúc này bạn trở thành, mình nói là lúc này bạn trở thành nhà đầu tư mà, bạn trở thành một người đào tạo mà, giúp họ lớn lên mộ ngày, giúp họ điều hành tốt cái công việc của họ trong chính cái lĩnh vực của họ. Còn các bạn ra khởi nghiệp thì các bạn phải tính toán rất là nhiều thứ trong một cái phạm vi là doanh thu, chi phí, khách hàng, marketing .. rất là nhiều. Chào bạn Dũng Trần, tuyệt vời các bạn Dũng Trần. Các bạn nào ở bên YouTube thì đăng ký subscribe mình đi để chúng ta cùng nhau kết nối. Bạn nào ở bên kênh Facebook thì các bạn đăng ký vào cái nút theo dõi, chọn xem trước, để khi mình live stream thì nó bật cho mình. Các bạn đăng ký cái nút live stream để người ta bật lên, để chúng ta cùng biết, cùng tham gia. Hãy chủ động, người nào mà chủ động nhận lấy cái trách nhiệm về quản lý, nhận lấy cái trách nhiệm lãnh đạo, nhận lấy trách nhiệm làm chủ càng sớm thì người đó sẽ càng trưởng thành nhanh. Nó không phụ thuộc vào độ tuổi đâu. Những người nói rằng là 25 tuổi, 30 tuổi em chưa đủ kinh nghiệm, bởi vì trước đó bạn không chịu lãnh nhận cái vị trí này sớm. Bạn cái trong cái tư duy của bạn, bạn không chịu chọn cho mình cái cách hành động theo như vậy, nên bạn sẽ lâu trưởng thành. Nếu 40 tuổi mà bạn vẫn còn suy nghĩ theo cái cách của người làm công thì bạn cũng sẽ không bao giờ bạn trưởng thành theo cái cách hành động của một người làm quản lý, theo cách hành động của một người CEO và theo cách hành động của một người chủ doanh nghiệp nhỏ đâu. Muốn chúng ta trưởng thành nhanh thì hãy lãnh nhận cái trách nhiệm làm bất kỳ công việc mình, tư duy như một người chủ, bạn sẽ trưởng thành rất là nhanh. Cái đây là điều chắc chắn. Và các cái người chủ doanh nghiệp mà hiện tại các bạn đang ngồi nghe mình chia sẻ này, và nếu mà bạn không kịp trưởng thành, và tất cả những người nhân viên của bạn họ đang nghe những cái live stream này và họ hiểu ra được cái tư duy và họ trưởng thành rất là nhanh, thì họ sẽ rời ra khỏi doanh nghiệp các bạn, bởi vì bạn không kịp trưởng thành. Bạn là người chủ nhân thực sự mà bạn suy nghĩ nhỏ quá, bạn hơn thua, bạn tính toán quá, thì họ sẽ rời xa bạn. Và nếu mỗi người doanh nghiệp của bạn, mỗi người nhân viên trong doanh nghiệp của bạn mà họ tư duy như thể họ đang là chủ doanh nghiệp và bạn tạo điều kiện cho họ, thì doanh nghiệp bạn chỉ có con đường phát triển, và phát triển rất là nhanh, bởi vì mọi người họ đều ý thức ra được đâu là chi phí, đâu là lợi nhuận, ok chưa? Đâu là cái mà chúng ta cần phải tập trung vào, đâu là việc khách hàng mà chúng ta cần phải giữ họ để cho họ đến. Và đó là cái giây phút mà cái công ty chúng ta thành công, và đây là cái giây phút mà bạn tỏa sáng trong công việc nếu bạn tư duy theo cái cách tuyệt vời này. Và lúc này bạn luôn luôn được nhiều người quý mến, bạn luôn luôn được nhiều người trọng dụng. Các bạn biết là hôm nay sáng chủ nhật, mình biết chắc rằng là các bạn ngủ dậy trễ hơn mọi ngày. Đúng rồi, bản thân mình thì mình đã mới vừa tập thể dục xong và mình vô mình suy nghĩ ngay cái thời gian buổi sáng này mình rảnh mình live stream liền, chứ buổi tối mình không có rảnh. Buổi tối, tối nay mình đứng lớp tới 10 giờ tối mình mới về đến nhà. Nên mình chia sẻ bạn ngay cái một cái suy nghĩ nó rất là đơn giản, là hãy suy nghĩ như một người chủ thì nó làm cho bạn phân phát triển dù bạn đang ở cái vị trí nào. Chút xíu là mình đi đứng lớp ngày thứ hai của lớp làm chủ doanh nghiệp khóa 155. Sắp tới mình sẽ mở cái khóa làm chủ doanh nghiệp online, làm chủ doanh nghiệp mà mình đào tạo online qua cái live stream này. Mình sẽ chia sẻ bạn khoảng 4 cái buổi tối. Và các bạn trên khắp mọi miền đất nước, các bạn nào mà không thể đến lớp học được cái khóa này, dĩ nhiên ưu tiên đến lớp, tại đến lớp các bạn chơi game được, các bạn hỏi được câu hỏi, các bạn thắc mắc nó vẫn cứ tốt hơn. Đó là lý do vì sao các lớp học nó ra rồi. Tuy nhiên các bạn ở các vùng núi xa xôi, những vùng quê xa xôi,
thì các bạn sẽ học qua livestream, mình sẽ đưa các bạn vào trong một group. À, dĩ nhiên bạn nào quan tâm với lớp học này, các bạn hãy comment xuống, với điều kiện là các bạn phải đọc hai cái quyển sách của mình trước, cái quyển sách Vượt Biển Lớn và cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, để các bạn hiểu, các bạn thẩm thấu trước. Tại vì để đỡ mất thời gian, để mất thời gian thì các bạn cần phải đọc trước. Và các bạn nào đăng ký học online thì các bạn comment xuống, thì các em sẽ đưa vào group. Và dĩ nhiên các bạn phải có đóng học phí, các bạn phải bỏ học phí thì các bạn mới trân trọng được. Những người học miễn phí là những người họ không có trân trọng người khác đâu. Cái đây. Và tất cả các bạn trên khắp miền đất nước, các bạn ở gần là mình khuyên hãy đi về Sài Gòn học, học trực tiếp. Học trực tiếp các bạn sẽ thấm kinh khủng. Bởi vì các bạn được hành động, các bạn được làm bài tập, các bạn được hỏi, các bạn được thắc mắc, các bạn nghe hơn 80 con người còn lại. Họ thắc mắc, họ hỏi, các bạn sẽ phát triển rất là nhiều. Nên các bạn có những người thân, những người bạn bè của mình, ai ở xa mà muốn học cái chương trình online này, vào cái group khoảng 200 người là mình sẽ đào tạo vào buổi tối. Mỗi buổi tối chúng ta sẽ đào tạo khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ, rồi mình sẽ chia sẻ, mình phải follow các bạn vào trong cái group đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn buổi tối, buổi sáng, chủ nhật rất là tuyệt vời. Bây giờ mình còn phải chuẩn bị, mình ăn sáng, rồi mình còn đi làm việc nữa. Bạn nào muốn mua sách thì các bạn comment xuống cái quyển sách Vượt Biển Lớn, quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, sách sẽ được giao đến nhà bạn trên khắp mọi miền đất nước. Bạn nào học online thì comment xuống là nói rằng em đăng ký học online. Điều kiện để học online là các bạn phải đọc trước hai cái quyển sách này. Nếu các bạn nào chưa đọc trước hai quyển sách này thì cũng sẽ không có cho học, bởi vì các bạn sẽ thắc mắc, các bạn hỏi những cái câu rất là cơ bản. Và muốn làm kinh doanh là bắt buộc phải học, không học không làm được. Bạn muốn làm kế toán bạn phải học, bạn muốn nói ngoại ngữ bạn phải học, bạn muốn sửa xe bạn cũng phải học. Muốn làm kinh doanh mà không học thì không làm kinh doanh được đâu, bạn chỉ mất tiền và chỉ mất tiền thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã xem cái chương trình livestream trong vòng mười mấy phút buổi sáng này để truyền năng lượng đến cho các bạn. Bye bye các bạn, chúc các bạn buổi sáng tuyệt vời.